Một năm sau lễ cưới đình đám, vợ chồng Trấn Thành âu yếm hôn nhau ở Hồng Kông. Harigon Trấn Thành không ngại dành cho nhau nụ hôn tình tứ giữa phố đông người qua. Những ngày này, cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt Trấn Thành Harigon đang có chuyến du lịch ý nghĩa tại Hồng Kông nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Trấn Thành và Harigon đã lên kế hoạch rất lâu. Cặp đôi quyết tạm dừng công việc của làng giải trí rời xa Sài Gòn để nghỉ ngơi 4 ngày cùng nhau. Trước khi đi, MC Điển Trai đã hài hước xin phép mọi người cho ốp vài ngày để tận hưởng niềm hạnh phúc riêng cùng bà xã. Chỉ còn ngày nữa là 25 tháng 12 rồi, đúng một năm hai đứa gọi nhau tiếng mình ơi. Cảm ơn bà xã đã đồng ý gánh cục nợ đời này. I love you forever. Để kỷ niệm một năm ngày cưới, hai đứa em xin phép cả nhà. Tụi em ốp khỏi Sài Gòn 4 ngày nha, MC Họ Huỳnh chia sẻ. Trấn Thành và Harigon xin phép ốp 4 ngày để tận hưởng hạnh phúc riêng. Ngay khi vừa đặt chân tới xứ Cảng Thơm, vợ chồng Trấn Thành Harigon đã cùng nhau chia sẻ những phút giây hạnh phúc ở nơi đây. Cặp đôi luôn tay trong tay đi dạo trên phố hoa lệ, trao nhau những cử chỉ âu yếm. Mới đây Trấn Thành còn khiến người hâm mộ thích thú khi trao bà xã nụ hôn tình tứ ngay trên đường phố đông người qua lại. Những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ghen tị. Trước đó vào thời gian này năm ngoái, đám cưới của Trấn Thành Harigon đã trở thành sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong một năm sau đám cưới ấn tượng, cặp vợ chồng ngôi sao đã chuẩn bị kỷ niệm ngày chung đôi 25 tháng 12 2016, 25 tháng 12 2017. Cặp đôi chọn Hồng Kông là điểm đến cho kỳ nghỉ tái trăng mật sau một năm ngày cưới. Khi vừa đến Hồng Kông, Harry cho biết thời tiết bên này khá lạnh. Vợ chồng mình đã đến Hồng Kông, bên Hồng Kông khá lạnh, em thấy người sắp bị cảm. Cùng đi với vợ chồng Trấn Thành còn có mẹ, em gái và các bạn của anh. Cách đây đúng một năm, ngày 25 tháng 12 2016, cặp đôi Trấn Thành Harigon nên duyên với nhau trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.